Giá vàng bất ngờ giảm gần 1 triệu đồng, nhiều người chen chân mua vào. Cháu gái của Trương Mỹ Lan xin tòa khoan hồng, giảm nhẹ trách nhiệm cho cấp dưới. Khai tử giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái, dân hào hứng chờ sớm áp dụng. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự lúc 20 giờ được phát sóng hàng ngày trên laodong.vn. Bản tin hôm nay ngày 21 tháng 3 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Một số ngã tư thuộc quốc lộ 91B ngay tại trung tâm thành phố Cần Thơ xuất hiện những sóng trâu, con lươn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông. Trước tình trạng này, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân khi di chuyển trên đoạn đường này cần giảm tốc, giữ khoảng cách với xe có trọng tải lớn. Đồng thời, Ban An toàn giao thông sẽ yêu cầu các đơn vị có liên quan khắc phục mặt đường nhanh chóng, đảm bảo an toàn cho người dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hưng Giang quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai làm sạt lở bờ sông. Đây là lần thứ hai trong vòng 5 tháng qua, tỉnh Bắc Ninh công bố tình huống khẩn cấp liên quan đến sự cố sạt lở tại tuyến đê này. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, nguyên nhân sạt lở bờ sông Cầu là do việc lấn chiếm dòng chảy bên bờ tả dẫn đến sự cố sạt lở bờ hữu. Vào khoảng gần 12 giờ trưa nay ngày 21 tháng 3, trên địa bàn phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ tai nạn khiến một người tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là ông RNC, 42 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương. Tại hiện trường, thi thể người đàn ông nằm gần trụ đèn chiếu sáng, xe máy bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thưa quý vị, việc bãi bỏ giấy khám sức khỏe khi làm thủ tục cấp bằng lái xe thuộc một trong 12 thủ tục trong danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ được quy định tại quyết định số 295 của Bộ Y tế. Hiện thông tin này đang nhận được nhiều sự quan tâm của người dân. Mình cũng đồng ý với việc là bỏ cái việc giấy khám sức khỏe mà trước khi có thể làm bằng lái ạ. Tại vì là bây giờ việc học bằng lái đã rất là khó khăn rồi mà bây giờ làm giấy tờ còn khó khăn nữa thì sẽ cũng nhiều người thì người ta sẽ hạn chế cái việc học bằng lái hơn ạ. Cái ý kiến đấy thì rất là tốt, tại vì nó sẽ giúp cho người dân bớt đi một cái khoản chi phí và cái thời gian nó sẽ đỡ hơn. Khi mà bỏ cái giấy khám sức khỏe mình cũng phải hết sức cân nhắc, mà mình phải nên đưa ra một cái tiêu chuẩn cụ thể để mà người khi mà tham gia điều khiển phương tiện giao thông được cấp bằng lái xe cũng phải có một cái tiêu chuẩn nhất định về sức khỏe thì mới được tham gia giao thông. Thưa quý vị, với nguồn thu nhập khó khăn, điều kiện sinh hoạt còn hạn chế, khiến cho công nhân khó tiếp cận, lựa chọn được nguồn thực phẩm an toàn. Và dưới đây là ghi nhận của phóng viên. Sau giờ tan ca, chị Hoàng Thị Hồng lại ghé chợ tạm vỉa hè gần khu công nghiệp Thăng Long để mua thực phẩm chuẩn bị cho buổi tối. Mặc dù biết rất rõ nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ các khu bán hàng tự phát, nhưng làm công nhân, mỗi tháng chỉ được 6 đến 7 triệu đồng. Chị Hồng buộc phải chấp nhận vì đồng lương eo hẹp, chỉ có thể mua được thực phẩm giá rẻ. Lo chứ, mình cũng lo chứ. Ví dụ như mình mua rau đây nhưng mà cũng sợ là người ta phun sốt sâu ấy. Cái ăn uống này là mình cũng hầu như là hoàn toàn là theo bản tính thôi, mọi người sở thích thôi. Người thì thích ăn cái nọ, người thích ăn cái kia, nên là mình cũng chưa biết được là ở đây nguồn gốc xuất xứ về thực phẩm như thế nào. Theo ghi nhận của phóng viên, gần khu công nghiệp Thăng Long, xã Kim Trung, Đông Anh, Hà Nội, rất nhiều quầy hàng mọc lên. Các mặt hàng phong phú, có những thứ bày biện ngổn ngang trên đường gây mất vệ sinh. Tuy nhiên, do thu nhập thấp, không có thời gian nên công nhân không có sự lựa chọn nào khác. Lo thì cũng có lo nhưng mà cũng làm công nhân thì cũng chỉ lương thấp cho người. Nói chung là nhiều cái, mình mua ở chợ nó tiện, thứ nhất là tiện thôi. Và thứ hai nó cũng rẻ nữa, thế là mình cứ thế mình mua ở chợ thôi. Mình cũng rất mong muốn là thực phẩm sẽ được kiểm soát. Cũng nhất là an toàn thực phẩm để cho công nhân bớt đỡ lo lắng về ngộ độc thực phẩm. Tiếp nối bản tin, mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin nhanh nổi bật diễn ra trong ngày. Bất chấp đà tăng mạnh trên thị trường thế giới, giá vàng SJC trong nước bất ngờ giảm sâu. Tính đến 13 giờ ngày hôm nay, tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC niêm yết ở ngưỡng 78,8 đến 80,8 triệu đồng cho một lượng mua vào và bán ra, giảm tới 850.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và giảm 1,1 triệu đồng trên một lượng ở chiều bán ra so với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày. Theo ghi nhận, nhiều cửa hàng kinh doanh vàng đón lượng khách lớn đến mua vàng để tích lũy, khách sẵn sàng ngồi chờ để tới lượt mua hàng. Từ 15 giờ hôm nay, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 và RON 95 đồng loạt tăng. Giá xăng RON 953 tăng so với kỳ điều chỉnh trước, có giá là 24.280 đồng, tăng 740 đồng cho một lít. Giá xăng E5 RON 92 là 23.210 đồng một lít, tăng 720 đồng. Sáng nay, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo khác liên quan tiếp tục tranh luận với phần bào chữa của các luật sư. Từ bào chữa cho mình tại phiên tòa,
bị cáo Trương Huệ Vân, cựu giám đốc công ty tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, cháu gái của bị cáo Trương Mỹ Loan, xin hội đồng xét xử khoan hồng, xem xét giảm trách nhiệm cho các bị cáo là cấp dưới. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự lúc 20 giờ của Báo Lao Động. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.